Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau chung kết AFF Cup 2022, khép lại 5 năm gắn bó với nhiều thành công. Dù là cuộc chia tay đã được hẹn trước, nhưng vẫn thấy bồi hồi trong những khoảnh khắc cuối cùng, nói lời tạm biệt. Triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam đã khép lại sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan. Dù chơi rất nỗ lực, nhưng thầy trò ông Park thua không một, qua đó chỉ về nhì ở AFF Cup 2022. Tuy ở trận chia tay, Tuyển Việt Nam cùng ông không đạt được cái kết trọn vẹn vô địch AFF Cup 2022 bởi sức mạnh của người Thái, nhưng điều đó không làm giảm đi 5 năm tuyệt vời ông mang lại cho bóng đá Việt Nam. Hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc có thời hạn đến ngày 31 tháng 1, nhưng từ giờ đến kết thúc hợp đồng, đội tuyển Việt Nam không còn có thêm trận đấu hay giải đấu chính thức nào. Điều này đồng nghĩa huấn luyện viên Park Hang-seo đã khép lại nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam, kết thúc 5 năm trực trở nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Người Việt cảm ơn và trân quý huấn luyện viên Bắc Hang So ngay cả khi những chiến binh sao vàng không thắng Thái Lan giành AFF Cup 2022. Bởi lẽ, những điều chiến lược gia người Hàn Quốc mang lại cho bóng đá Việt Nam không chỉ là các danh hiệu. Giá trị của lương duyên 5 năm trực trở từ tháng 10 năm 2017 ông mang lại còn lớn hơn thế. Là cách bị thuyền trưởng truyền lửa, dạy các cầu thủ Việt Nam ngẩng cao đầu, bản lĩnh trên sân cỏ và luôn chiến đấu đến cùng không từ bỏ. Bắt đầu là U23 châu Á ở Thường Châu rực lửa, mà chỉ nhắc lại thôi người Việt Nam vẫn còn đầy cảm xúc. Đó là giải đấu ra mắt của thầy Park, nhưng đã gây một tiếng vang lớn khi chúng ta lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh để chơi trận chung kết để đời giữa thượng châu tuyết trắng. Tuy không bước lên ngôi vị cao nhất nhưng các tuyển thủ Việt Nam, ông Park đã là những người chiến thắng, những người hùng trong lòng người hâm mộ nước nhà. Tiếp theo đó là những ngọt ngào từ ACS 2018 với việc Olympic Việt Nam lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, rồi vinh quang AFF Cup 2018, ấn tượng cho một tuyển Việt Nam vào đến tứ kết ASEAN Cup 2019 phép thuật của huấn luyện viên Park Hang Seo còn phát huy mạnh mẽ với U23 Việt Nam khi thỏa giấc mơ giành vàng sau 60 năm chờ đợi tại SEA Games 30, rồi tiếp đà thành công ở kỳ đại hội sau đó SEA Games 31. Dưới thầy huấn luyện viên Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vòng loại thứ ba World Cup. Tại đây, thầy trò ông Park đã giành được chiến thắng lịch sử 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc và có trận hòa đầu tiên trong khuôn khổ các giải chính thức trên sân của Nhật Bản ông mang đến thêm niềm tin, tình yêu bóng đá nơi người hâm mộ, thắp lên ngọn lửa nhiệt tình, là cầu nối cho mối quan hệ hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp, gắn bó hơn. Cũng bởi có ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam mà người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc giỏi theo bước chân của đội, cổ vũ thầy và trò giành chiến thắng ở các giải đấu, từ khu vực Đông Nam Á SEA Games, AFF Cup đến châu lục U23 châu Á, ASEAN Cup, vòng loại World Cup. Cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 100 FIFA do chính ông đặt ra ở thời điểm nhậm chức. Trong 55 trận đã đấu cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang so giành 26 chiến thắng, 15 trận hòa và 14 thất bại. Nhờ có ông, bóng đá Việt Nam tạo được tiếng vang, vượt ngoài khu vực Đông Nam Á. Trong 5 năm cầm quân, có thể nói huấn luyện viên Park Hang so đã cùng các lứa cầu thủ từ U23 Việt Nam đến tuyển Việt Nam càng quét các mặt trận, gây ấn tượng không ai bằng. Ngoài đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASEAN 18, giành hai huy chương vàng SEA Games 2019-2021. Những danh hiệu cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 mà ông Park mang về cho bóng đá Việt Nam một AFF Cup, hai huy chương vàng SEA Games nhiều hơn số danh hiệu ở cả giai đoạn lịch sử trước đó cộng lại. Huấn luyện viên Park Hang Seo, ông là khác biệt là dấu son chói lọi trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước ông chưa ai làm được và sau này cũng sẽ là thách thức lớn cho người kế nhiệm vượt qua. Chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa tiết lộ dự định tương lai. Nhiều khả năng ông sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian, rồi trở lại Việt Nam để mở học viện bóng đá rẻ. Trong khi đó, chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam đang bỏ ngỏ. Cảm ơn ông, huấn luyện viên Park Hang-seo, vì tình cảm ông dành cho bóng đá Việt Nam cũng như những gì ông mang lại. Cũng thật vui khi ông thổ lộ. Việt Nam như quê hương thứ hai của mình, cho ông được sinh ra lần nữa, nhận được thật nhiều tình cảm nồng ấm từ người hâm mộ. Hôm nay, bóng đá Việt Nam và ông chia tay là khép lại một hành trình để mở ra một trang mới mà ông tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên. Chúc ông với kế hoạch tiếp theo là gì thì cũng có được niềm vui, hạnh phúc như trong 5 năm ngồi ghế nóng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, bắt đầu từ tháng 9 tới trong khi đội U23 Việt Nam dự SEA Game 32, AFC 19